Và đây là bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal, vòng đầu tiên thưa quý vị. Và đầu tiên mời quý vị cùng đến với phần giới thiệu từ năm bạn thí sinh, và đó chính là Lê Công Thành, Đỗ Phương Vi, Vivi, một chàng trai đặc biệt đến từ phố núi siêu thân, một bạn thí sinh giành được rất nhiều những điều cao trong chương trình, đó chính là Nguyễn Ngọc Phụng. Và cuối cùng là anh chàng dễ thương Bùi Trường Linh. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần giới thiệu của Lê Công Thành. Xin mời bạn. Tên của mình là Lê Công Thành. Và lần này mình mang đến cho tất cả mọi người một ca khúc, một cái trải nghiệm rất là đặc biệt của mình. Ca khúc này mang tên là We Are Heroes. Chúng ta là những anh hùng, chúng ta chính là những người chiến binh. Đó là lý do tại sao hôm nay Lê Công Thành mặc áo như thế này. Bài hát này mình được mang cảm hứng đến một lần hơn 2 năm về trước. Đó là một khoảng thời gian mình cũng đang tập tành bắt đầu tất cả mọi thứ theo đuổi hành trình âm nhạc. Thì lúc đó thường thường anh em chúng tôi làm nhạc tới khuya và chúng tôi đi mua mì về ăn. Và khoảnh khắc đó gần như là những đồng tiền cuối cùng của chúng tôi. Mình chọn một bát phở trộn. Sau đó mình về mình trụng nước sôi mình vắt. Nhưng mà không may đó là bát phở trộn nó rớt xuống dưới đất. Khoảnh khắc đó mình quyết định là mình lấy nó lên và mình trộn nước sôi thêm một vài lần nữa và mình ăn. Cái khoảnh khắc đó khi mà mình nghĩ lại nó không có cảm giác đau đớn hay cảm giác gì hết. Tại vì sau khi ăn thì mình sẽ làm nhạc tiếp. Mình luôn có một cái niềm tin là mình sẽ làm được một cái gì đó rất là lớn lao. Và bỗng một lâu sau mình được công ty quản lý có cơ hội cho mình đi nghỉ tại một villa tại Vũng Tàu. Mình rất là enjoy những cái gì đang xảy ra ở đó. Và mình nhận ra một điều rằng mình có thể dịch chuyển từ khoảnh khắc thứ nhất đến khoảnh khắc thứ hai. Chúng ta có thể làm hết tất cả mọi thứ. Chúng ta đừng từ bỏ. Chúng ta sẽ làm được như thế. Và bài hát này dành tặng cho chính mình, dành tặng cho những người anh em, dành tặng cho tất cả những ai đang trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Chúng ta đều xứng đáng là những người chiến binh, những người anh hùng, dù bạn ở ngành nghề nào đi chăng nữa. We are heroes. Dạ em chưa có cái đầm nào lộng lẫy bằng cái đầm này. Mà đây là bộ trang phục mà ra rẻ nhất từ đầu chương trình đến giờ luôn đó. Kể cả thí sinh, ban giám khảo, nhà đầu tư chưa có ai mặc cái bộ đầm mà chặt chém như thế này. Thì tại sao bạn lại chọn cái bộ trang phục này ngày hôm nay? Thực ra thì trong trí tưởng tượng của mình thì nó giống như một bộ chiến bào vậy. Mình hôm nay mình sẽ đóng vai một người chiến binh ra trận. Yeah, siêu nhân xanh. Yeah. Thưa quý vị, bạn Lê Công Thành có số điểm tích lũy là 8, tương đương với việc là bạn thi vòng nào thì bài hay nhất vòng đó. Không biết là ngày hôm nay cái lịch sử này có lặp lại hay là không. Cá nhân của anh Tú, anh nghĩ là mình có thể diện cái trang phục như thế này không anh Tú? Cá nhân Tú thì Tú thực sự là chưa bao giờ dám mặc cái một bộ đồ như thế này. Bạn bảo đây là chiến binh nhưng mình nhìn nó cũng không giống chiến binh cho lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng tối nay bạn sẽ phải thể hiện, bởi vì mình nghĩ cái nguồn năng lượng của bạn rất là mạnh. Đầu tiên ấy, mình nhìn trong cái profile của bạn ấy, mình nghĩ là bạn là một người sống hướng nội. Nhưng mà sau khi mà bạn giới thiệu rồi bạn truyền cái năng lượng như thế này thì mình nghĩ là bạn là người sống hướng nội part time thôi. Một chút thôi. Và mong rằng tối nay bạn thể hiện hết mình nhé, bởi vì mình rất là mong chờ cái tiết mục của bạn. Cảm ơn ca sĩ Anh Tú. Dạ, nếu có thể là cái trường phái mới là hướng ngoại nội tâm. Có luôn à? Có luôn. Hướng ngoại cô độc đúng không ạ? Đúng rồi, tức là nhìn nụ cười đang nở trên môi nhưng mà thực sự là cuộc sống của tôi thì có rất là nhiều bất ổn. Cho Huyền hỏi là mình mặc cái này mình có nóng không? Có. Dạ, cho nên là thôi chắc là không hỏi gì nhiều mà sẽ để cho 100 bạn khán giả ngày hôm nay cảm nhận nguồn năng lượng đến từ Lê Công Thành. Cảm ơn mọi người ạ. Một sự khởi đầu đầy ấn tượng cho chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Đỗ Phương Vi, Vivi. Em là Vivi và ngày hôm nay Vi mang đến cho chương trình một ca khúc có tên là Chấp Niệm. Tức là những cái ý niệm, những cái suy nghĩ mà nó cố chấp tồn tại ở trong lòng mình, mà cho dù mình có biết là mình sẽ không bao giờ có được nó, nhưng mà
mình lại không có cách gì buông bỏ được. Bài hát này Vi viết về một cô gái, cô ấy đã chia tay người yêu cũ. Sau khi chia tay thì cô vẫn ghé lại những cái quán cũ, nơi mà cô ấy trước đây vẫn từng đến với người yêu của mình. Và ở mỗi cái quán đó là cô sẽ ngồi uống cho thật là say. Sau đó thì cô viết cho anh ấy một lá thư. Và viết xong thì cô đưa cho anh bartender và nói là anh giữ giúp em nha, sau này sẽ có người đến lấy. Nhưng mà tất nhiên là không có ai đến lấy hết. Và cô vẫn giữ cho mình cái chấp niệm đó trong một thời gian rất là dài. Và đây là một câu chuyện có thật của một người bạn rất là thân với Vi. Vi muốn viết bài hát này để tặng cho bạn ấy, cũng như là tặng cho những cái chấp niệm vẫn còn vướng bận ở trong lòng mình mà mình vẫn không làm sao buông bỏ được. Vi nghĩ là có thể mọi người sẽ thấy là vòng này sao mà Vi tiêu cực quá, u uất quá so với Vi tích cực hồn nhiên của những vòng trước. Nhưng mà Vi nghĩ là mình sống một cuộc đời thì không thể nào mà chỉ có những niềm vui, chỉ có những hạnh phúc, chỉ có những hồn nhiên. Rồi mình cũng sẽ phải có những khó khăn để mình trưởng thành hơn. Và nếu như quý vị cũng đang trên hành trình gỡ bỏ những cái chấp niệm ở trong lòng mình, thì Vi mong là âm nhạc của Vi có thể giúp quý vị cảm thấy mình được thấu hiểu, mình được lắng nghe, mình được nói lên cái nỗi lòng của mình và mình được xoa dịu. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, điểm tích lũy hiện nay của Đỗ Phương VVV là 7. Và ngày hôm nay bạn xuất hiện ở trong một cái bảng đấu tử thần khi mà có sự góp mặt của những thí sinh rất mạnh của cuộc thi. Thì ngay lúc này bạn có cái sự lo lắng nào không? Vi nghĩ là khi mà Vi biết được tin là mình sẽ thi cùng với anh Lê Công Thành và anh Ngọc Phụng là hai đối thủ mà đang có số điểm cao nhất trong top 25 thí sinh, thì Vi nghĩ là mình đã quay vào ô mất lượt rồi. Nên là thật sự đến đây thì cũng Vi cảm thấy là mình rất là nhỏ bé. Mình chỉ là một cô gái nhỏ thủ thỉ trong cái thế giới âm nhạc của riêng mình thôi. Còn các anh thì rất là máu lửa, rất là kiểu chiến binh hơn. Nên là hôm nay đến đây thì cũng không có nghĩ gì đến top 1, top 2 gì hết, mà chỉ đến đây để muốn gửi cái bài hát của mình đến với mọi người và muốn chia sẻ những cái cảm xúc của mình trong cái lúc này nó như thế nào. Nghe thì có vẻ là hơi thiếu tự tin, nhưng mà nghe kỹ thì mình thấy đây là một cô gái khiêm tốn. Và Thanh Huyền tin là cho dù bài hát này có như nào đi chăng nữa thì nhạc sĩ Huy Tuấn luôn dành cái sự đánh giá cao cho những sáng tác của VV. Tôi chắc chắn là một trong những fan hâm mộ của VV ngay từ những vòng đầu rồi. VV có một cái giọng hát rất là truyền cảm và cái góc nhìn về cuộc sống cũng rất là tinh tế. Không có lý do gì mà chúng ta lại không chờ đợi VV ở những cái vòng tiếp theo. Ở đây có rất nhiều người yêu âm nhạc và hy vọng là 100 bạn khán giả tại trường quay ngày hôm nay, trái tim của các bạn sẽ rung động vì Đỗ Phương Vi. VV, chúc mừng bạn. Em xin cảm ơn ạ. Thanh Huyền tin chắc là thí sinh tiếp theo sẽ để lại rất nhiều ấn tượng với quý vị, bởi vì ngày hôm nay bạn ấy xuất hiện với một ngoại hình khác biệt, đó chính là siêu thân. Hôm nay thì mình sẽ đem đến đây một ca khúc có tựa đề là Phượt Thủ, một cái tên có thể gợi lên bản chất của một con người rất là bản lĩnh, không hề có nỗi sợ. Muốn trải nghiệm cuộc sống này, muốn chiêm nghiệm thiên nhiên, muốn thấy được tâm hồn của nhiều con người hơn, văn hóa của nhiều tỉnh thành hơn. Đó chính là những điều mà một người Phượt Thủ muốn đi và quay trở về và gom góp được những cái điều ý nghĩa cho chính mình. Mình thì cũng giống như cố nhạc sĩ Trần Lập, mình rất đam mê sưu tầm những chiếc xe để có thể đi phượt, hội nhập vào những cái hội nhóm homie. Ở đó mình có thể chia sẻ, có thể làm quen và gặt hái được nhiều điều, nhiều cái hướng nhìn về xã hội này. Mình không quá đặt nặng tâm hồn của mình, cuộc sống của mình. Mình cứ như một áng mây, dù có bao nhiêu thứ nặng nề, máy bay, con chim hay bất cứ thứ gì lao tới áng mây này, nó cũng xuyên qua thôi. Và mình cứ trôi, cứ sống cuộc sống của mình, cứ trải nghiệm. Và cái điều mà mình luôn ấp ủ bấy lâu nay, đó là dành tặng bài hát này đến những người anh em homie của mình, những người đã từng đi phượt với mình. Và đây cũng là một bài hát mà mình muốn dành tặng cho chính bản thân và đam mê của mình. Thưa quý vị, siêu thân là một anh chàng phố núi, nên là em thấy ở đây cũng có một anh chàng phố núi khác, mà em không biết là tại sao cái anh chàng phố núi này anh chân chất, hiền lành, thật thà, và sao cái anh chàng phố núi kia không hề trầm tính gì ta. Tôi biết là bạn đang muốn nhắm mũi dùi về phía tôi.
Tuy nhiên thì bạn cũng hiểu là núi có núi này, núi kia, núi this, núi that đúng không? Và hơn nữa là tôi là núi Đắk Lắk, còn bên này là núi Gia Lai, khác nhau nữa. Nhưng mà bầu khí và luôn luôn là núi rừng thôi. Bên này là con thiên nhiên. Vâng. Yeah. Chúng ta một nhà, anh em một nhà, cố lên. Chúng mình là anh em một nhà rồi thì anh Châu Đăng Khoa, anh cảm nhận như thế nào về cái tinh thần núi rừng hoang dã của bài hát này? Một bài hát có tên là Phượt Thủ. Đôi khi có những gì mà chúng ta nhìn thấy á, nó không có giống như chúng ta nghĩ. Siêu Thân là một trong những trường hợp như vậy. Có thể là mọi người nhìn thấy được cái sự chân chất và thật thà của cậu ấy ở trong cái cách hành vi ứng xử hàng ngày, nhưng mà Siêu Thân lại là một chàng trai có một cái tâm hồn vô cùng mơ mộng và tự do. Khoa, bản thân Khoa còn cảm thấy ngưỡng mộ Siêu Thân ở cái điều này. Chúc mừng bạn. Cảm ơn anh Châu Đăng Khoa. Và mong là quý vị khán giả sẽ bình chọn cho bài hát này đến từ Siêu Thân. Không đùa được đâu. Chúc mừng bạn Siêu Thân. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh Nguyễn Ngọc Phụng trong một bộ trang phục đặc biệt. Đến với vòng này thì Ngọc Phụng hôm nay có mang tới một món quà rất là đặc biệt để dành tặng cho tất cả quý vị. Đây là một ca khúc Biết Mẹ Muốn Dâu. Và ca khúc này thì cho phép Ngọc Phụng được mời ban giám khảo và mời toàn thể tất cả quý vị, chúng ta hãy bỏ hết những phiền lo, hãy về quê hương miền Tây của em chơi một chuyến. Sẵn đây cho anh mời các bạn nữ hãy về với quê hương anh. Quê hương anh thì không có gì đâu, quanh năm ruộng lúa xanh tươi một màu. Nếu mà em chịu làm dâu, anh về bán ruộng để cầu hôn em. Chưa hát câu nào mà nghe giới thiệu vậy thôi là nhiều em muốn về lắm rồi. Em hỏi là bạn kiếm đâu ra cái bộ đồ mà nó xanh lè vậy? Xanh từ đầu xuống dưới chân luôn, cái đôi dép tôi ông cũng màu xanh luôn. Tại vì trong bài thơ lúc nãy có nói đó, quanh năm ruộng lúa xanh tươi một màu, đúng một màu. Dạ, nói chung dân tài chính mà thấy màu xanh là mừng lắm nè. Đúng chị Dương, em mà lỡ thấy màu xanh là em vui dữ lắm. Chị thấy như thế nào ạ? Chị là một người con miền Bắc nhưng mà chị có yêu thích cái văn hóa miền Tây, những bài hát miền Tây không chị? Mình là một người con miền Bắc nhưng mà cũng đã vào sinh sống ở phía Nam được 10 năm. Nên là tất cả những cái văn hóa ở phía Nam và cả miền Tây là mình cũng đã được đi và được trải nghiệm rất là nhiều. Thì hôm nay thấy được cái bài hát của bạn Phụng sẽ có hơi hướng của bolero của miền Tây, rồi một màu xanh từ trên xuống dưới nữa, thì thật sự là làm cho tôi cảm thấy rất là hào hứng và mong đợi được nghe tiếp những cái giai điệu rất là ngọt ngào và mang đậm chất miền Tây. Hy vọng là chúng ta sẽ có một bài hát rất là hay từ bạn. Dạ, mình có hai nhà đầu tư ở đây mà mình phải nhắm đến là ca sĩ Giang Hồng Ngọc và Người Đẹp Nam Em. Chị Ngọc, chị nghĩ là mình có nên đầu tư vào cái màu xanh này không? Ngọc nói nghe nè, Ngọc hát bolero cũng hay lắm á. Cho nên á là Ngọc cậu cũng muốn nói nhiều. Ngọc chị đang muốn là cho nhau niềm vui cuối tuần vì hết mấy lần. Ngọc cũng không có dám nói nhiều vì nói trước sẽ bước hôm qua, nhưng thực sự đang rất mong chờ bạn xanh từ đầu đến cuối hát cho Ngọc nghe cái để Ngọc chốt miếng điêu cái. Cảm ơn chị Giang Hồng Ngọc. Và hy vọng là màu xanh này sẽ được quý vị khán giả ủng hộ. Cảm ơn bạn. Thí sinh cuối cùng trong vòng đầu tiên ngày hôm nay chính là Bùa Trường Linh. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bạn ấy. Cho phép em gửi lời chào tới ba vị ban giám khảo, các anh chị nhà đầu tư và tất cả các khán giả có mặt trong chương trình Bài Hát Hay Nhất Big Song Big Deal ngày hôm nay ạ. Em rất là vinh dự và vui mừng khi một lần nữa lại được đứng trên sân khấu này và giới thiệu bài hát của mình đến với tất cả mọi người ngày hôm nay ạ. Để bắt đầu phần thuyết trình về bài hát của em xin được tiết lộ rằng bài hát này em viết dựa trên một câu chuyện có thật. Đó là một người bạn học cùng đại học của em. Câu chuyện này bắt đầu khi mà anh bạn này đã đem tình cảm của mình và chót trao cho một cô bạn gái cùng lớp. Cô bạn này là một người rất xinh đẹp, rất hoạt bát, cho nên là xung quanh cô ấy thì vệ tinh rất là nhiều. Và anh bạn này của em chỉ dám ngắm nhìn từ xa, không dám bày tỏ cái tình cảm của mình. Cho đến kết thúc 4 năm học đại học đó, cô gái quyết định đi du học. Chàng trai khi biết được tin này mới dốc hết tâm can của mình ra viết cho cô gái một bức thư. Nhưng mà do thời gian quá gấp cho nên là cậu bạn của em mới đưa bức thư này cho em để chuyển tới tay cô gái ngay tại sân bay, chính là ngày hôm qua đấy ạ. Nhưng mà
Xui một cái là hôm qua xe em bị hết xăng, cho nên là em chưa có đưa được bức thư cho bạn ấy. Bức thư này tuy không tới được tay cô gái, nhưng mà khi cô gái đó xem chương trình sẽ biết được rằng có một người dành cái tình cảm cho mình nhiều như thế. Chào cậu, người con gái xinh đẹp nhất mà tớ từng biết. Khoảng thời gian 4 năm may mắn được học chung với cậu thực sự đã giúp cho tớ rất nhiều, giúp tớ quên đi những khó khăn, những nỗi lo lắng mà tớ phải đối mặt. Vì thực sự chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tớ đã thấy hạnh phúc rồi. Tớ biết khi đọc được bức thư này, cậu đang ở một đất nước mới, một chân trời mới để theo đuổi cái ước mơ của cậu. Còn... xin lỗi mọi người, chữ xấu quá. Còn tớ thì có lấy hết can đảm cũng không dám nói thẳng ra là tớ đã yêu cậu mất rồi. Yêu cậu từ khi cậu khẽ nhìn qua tớ thôi. Yêu cậu khi bất ngờ gặp cậu ở ngã tư, nơi mà trời còn đang mưa xối xả. Tớ chọn viết thư vì tớ muốn có cơ hội thổ lộ nhiều hơn, để cậu biết tớ sẽ mãi luôn dành tình cảm cho cậu mà chẳng cần cậu phải trả lời. Sau này dù có xa xôi thế nào, tớ vẫn sẽ luôn dõi theo, luôn ủng hộ cậu trên con đường phía trước. Chúc cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc. Ký tên Nguyễn Mạnh Cường. Quý vị, đó chính là phần giới thiệu rất thông minh và khiến cho những quý vị đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay cũng phải là lắng nghe và dõi theo cái câu chuyện của bạn này kể, đặc biệt là cái bức thư này. Thì Huyền thấy ký tên là Nguyễn Mạnh Cường có phải là thí sinh của bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal Nguyễn Mạnh Cường featuring Casper? Thực ra thì em không muốn nói là 14 Casper đâu. À, đây là bức thư của Nguyễn Mạnh Cường featuring Casper. Tôi hiểu sao nha, mà dòng mà FA lên chương trình toàn là có crush, có bồ không. Dạ, với ca khúc này thì để lại ấn tượng như thế nào với năm em ạ? Và năm em đã từng nhận được thư tình trong thanh xuân của mình hay chưa? Có nha, hồi học, hồi đi học nha. Nói chung là đó là một kỷ niệm đẹp và mình cũng cảm thấy rằng là cái ký ức đó rất là dễ thương, và những cái bức thư tình đó thì cuối cùng mình cũng không có giữ được. Nhưng mà mình cũng rất là thích những cái bài hát mà theo kiểu của bạn, mà nghe câu chuyện bạn giống như là mượn thư để nói mình vậy đó. Không biết là có hay là nói thay người khác thì... Bức thư này chính xác là... như câu chuyện em đã nói là của bạn. Còn bài hát lần này em mang đến chương trình là viết để dựa theo câu chuyện này ạ. Bữa nay em viết dựa theo câu chuyện của chị cơ. Dạ vâng ạ. Xuống anh đứng góc nào cho chị xin số, chị chia sẻ riêng với mình. Dạ, nếu mà được viết cho nam em thì Thanh Huyền nghĩ đó sẽ là một cái bài hát cực kỳ thú vị. Không có vị, đầy drama. Dạ, thưa quý vị, đó chính là câu chuyện mà Bùi Trường Linh mang đến trong phần giới thiệu ngày hôm nay. Hy vọng là nó sẽ có đủ sức gây ấn tượng với quý vị khán giả. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Mời khán giả tại trường quay bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích. Xin mời. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia tay. Với Bùi Trường Linh. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện tình được kể từ bức thư của người bạn của bạn ấy, Nguyễn Mạnh Cường featuring Casper, qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Trộm nhìn em bao nhiêu lần để nhẹ lòng trong nỗi yêu thầm, chẳng thể vơi lấy khi là giấc mơ quá xa rồi. Nhìn mái tóc buông dài, cả ngàn lần cũng chẳng ngồi ngoài, chỉ chìm vào sâu trong cơn đắm say riêng mình mỗi em. Na na na, yêu anh yêu đôi mắt khẽ cười khi lướt qua thật nhanh, yêu cơn mưa rơi trên bờ vai gầy, yêu anh yêu con phố ướt mê nơi ngã tư đèn xanh, yêu đôi tay em hứng giọt mưa đầy. Khi hoàng hôn buông xuống em buông nhẹ đôi mi, bao buồn đau anh giấu theo ngày dài trôi đi.
còn từng giây thấy em, mong nói ra lời thương sâu trong tâm tâm anh mà thôi. Dẫn những yêu thương kia thành lời ca, dẫn trong lòng ta tia nắng mơ, cùng những câu ca cho nặng lời yêu mà chưa một lần em biết tôi. Bởi vì anh chẳng dám nói ra những gì mà anh nghĩ suy, sợ rằng em sẽ cánh xa anh, sợ cơn giông ngập xuống anh vẫn đi tìm hy vọng duy nhất thôi. Lời yêu dấu dần mình mỗi anh còn thu mình vào trong bao lắng lo mệt nhoài, từ phiền trên vai chẳng thể đợi chờ tương lai. Em thì luôn xinh đẹp như muôn đóa hoa ngọt ngào, tự hỏi vì sao nàng phải lựa chọn thương ai. Bầu trời đêm cứ yên bình, ngàn vì sao vẫn lung linh, chỉ còn lại mỗi anh chẳng thể ngừng nghĩ suy về em. Tự đặt ra những câu hỏi, dù ngày mai có phai phôi, nguyện cho vay trái tim mà chẳng cần biết em trả lời. Bao ngày anh trông ngóng, bao nhiêu lần mình mong, em là điều duy nhất đem mình yên bên trong. Yêu anh yêu từng giây thấy em, mong nói ra lời thương sâu trong thâm tâm anh mà thôi. Dẫn những yêu thương như thành lời ca, dẫn trong lòng ta tiếng nắng mới, cùng những câu ca cho nặng lời yêu mà chưa một lần em biết tới. Bởi vì anh chẳng dám nói lên câu yêu người, mặc cho bao mắt vương theo đó con đường về, vì một mình anh vẫn thế cuộn sâu trong trái tim. Giờ em quay khẽ cười khi lướt qua thật nhanh, yêu cơn mưa rơi trên bờ vai này. Thưa quý vị, đó chính là bài hát đến từ Bùi Trường Linh. Với một ca khúc như thế này thì không biết là nó có đáng tiếc đối với nhà đầu tư nếu như không ra quyết định ngày hôm nay hay không. Tôi cảm thấy đây là một bài hát rất là hay. Cái bài hát này là một cái sản phẩm mà em có thể sau này hoặc là em có thể làm chính cho em luôn. Anh thấy thứ nhất nhá, về chiều cao và khuôn mặt của em quá là đẹp trai luôn. Thế cho nên cực kỳ sáng sân khấu. Nhưng mà anh đang hơi lăn tăn là cái đoạn điệp khúc nó chưa làm cho anh kiểu được đã tới cái mức mà mình chốt hạ luôn ấy. Đấy, nó bị thiếu một cái gì đấy. Tôi cảm nhận được hết từng lời hát và từng tiếng nhạc của em. Tôi xin đầu tư bài hát này 50 triệu. Anh đầu tư là cho anh hát hả? Cho thì, em. Anh đầu tư cho em hát, anh Huy Tuấn ạ. Đúng rồi. Không này nhá, bài này mà anh Sơn hát là cũng là cái nguồn đúng năng rồi. Lượng đấy đu luôn đấy. Dưới góc nhìn của Khoa thì Linh là một trường hợp mà dường như là hội tụ đủ tất cả mọi điều kiện để có thể trở thành một ngôi sao nhạc pop trong tương lai. Linh có ngoại hình, Linh có khả năng, Linh còn chơi nhạc cụ nữa. Cái Linh còn thiếu ở đây đó chính là trải nghiệm. Linh đang có một cái thói quen mà Khoa nghĩ là nó sẽ không tốt cho cái việc viết nhạc, đó chính là Linh còn đang tham chi tiết quá trong cái việc viết bài hát của mình. Lúc nào cũng muốn làm cho mọi thứ nó phân bố cục ra cũng rất là vụn vặt, và kiểu là làm cho cái bài hát mình nó bị vụn ra, nó làm cho bài hát nó bị lê thê. Đó chính là cái điểm mà có nghĩa là Linh cần phải chú ý để thay đổi sửa chữa. Và với cái bài này thì cực kỳ hợp với anh Tú luôn. Dạ. Nếu mà mình bắt tay vào mình fix nó một tí xíu về bố cục bài hát, cũng giống như là cái tuyến giai điệu sửa lại một tí xíu chỗ chorus thôi, có nghĩa là sẽ ăn đó. Rất là ăn, bài này rất là bắt tay luôn á. Bây giờ hiện tại bên anh ba đang là 50 triệu đúng không ạ? Đúng rồi. Có gì anh em mình nếu mà gì đó chia nhau là hát song ca thôi. À, tức là mình song ca đúng không anh? Không, em cũng sẽ nhận cái lời song ca, nhưng mà em nghĩ là tiền thì thôi anh cứ trả cho em cũng được. Anh mong rằng Linh bây giờ Linh hát lại cho anh cái đoạn điệp khúc đơn giản thôi nhá, hát đơn giản thôi, anh nghe mỗi cái giai điệu các thứ thôi nha. Dẫn những yêu thương kia thành lời ca, dẫn trong lòng ta tia nắng mới, gộp những câu ca cho nặng lời yêu mà chưa một lần em biết tới. Bởi vì anh chẳng dám nói hết ra những gì mà anh nghĩ suy, sợ rằng em sẽ cách xa anh, sợ cơn giông ngập xuống anh mới đi tìm hy vọng duy nhất thôi. Lời yêu dấu riêng mình mỗi ai. Bây giờ thế này, anh có một cái deal này, nhưng mà nghe thì nó hơi bị kỳ quặc một xíu, nhưng mà anh có một cái deal là anh sẽ hát cùng em bài này. Anh em mình sẽ cùng nhau ngồi bàn bạc phối nhạc như thế nào, em chịu không? Vậy anh không muốn hát cho anh Ngọc Sơn nữa hả? Anh ba, bây giờ Huyền đang gạ em, có nghĩa là bảo là
anh em mình hát cùng nhau hay là em hát cùng với cả bạn ấy? Bây giờ theo anh là một người anh đi, bây giờ anh nghĩ là em nên như thế nào? Em ơi, chưa đố ông nghè đã đe hàng tổng. Mời giờ em ra giá đi chứ, bây giờ bài đang là của anh. Khoan xí, khoan xí. Thực ra cái giá mà anh muốn deal nhá. Bây giờ anh deal nhá. Quê anh có phải ở Hải Phòng không anh? Dĩ nhiên là không lòng vòng rồi, nhưng mình phải suy nghĩ ạ. À. Mình cái gì mình bỏ tiền mình cũng phải suy nghĩ. Anh chốt 60 triệu. Và anh em mình sẽ làm sản phẩm cùng nhau. Để khỏi phải mang tiếng là người đàn anh mà giành giật ca khúc của đàn em, anh đầu tư 70 triệu chung với em và tặng bài hát này cho em luôn. À, đó là 120 triệu tất cả. Ô, thế cái này em lời quá nhở. Nhưng mà anh ba, em muốn song ca cùng với cả cậu này. Là không hề muốn song ca với anh ba. Anh ba, anh ngồi, anh sẽ làm studio. Đúng rồi. Thu cho hai em luôn. Bây giờ anh ba là nhà sản xuất, còn Tú và Linh sẽ là hai anh em cùng song ca bài hát này. Em lắc đầu là sao hả Linh? Dạ, cái tinh thần đấy là như thế nào nhở? Em đang nhìn sự cổ vũ của tất cả mọi người. Em đang rất hạnh phúc ạ. Dạ. Đầu tiên thì em rất là vui khi em đã nhận được sự đầu tư của anh Ngọc Sơn. Một cái deal rất là hấp dẫn của anh Tú ạ. Bài hát này thì cũng là cột mốc rất quan trọng đối với em. Vì việc mà em dám vượt lên cái bản thân mình, em rất là yêu quý bài hát này của em. Vậy nên là em mong muốn được giữ lại bài hát cho mình ạ. Ôi, giời ơi. Rất là tiếc khi hai nhà đầu tư đã không có được mục tiêu thành công ngày hôm nay, bởi vì bạn Bùi Trường Linh quyết định là giữ lại bài hát này cho riêng mình. Nhưng anh rất là mong rằng là Linh sẽ song ca cùng với cả anh. Nếu như em có suy nghĩ lại thì dạ, sẵn sàng nhắn tin cho anh. Dạ vâng, em vô cùng mong muốn có một cơ hội được làm việc với anh Tú ạ. Chơi. Dạ, anh Tú ạ. Em cảm ơn anh Ngọc Sơn ạ. Em cảm ơn tất cả các vị giám khảo, các nhà đầu tư và tất cả các khán giả ngày hôm nay ạ. Mọi người rất là tuyệt vời ạ. Yeah. Được biểu diễn bài hát này trên sân khấu, một sản phẩm tâm huyết của mình, đó là niềm hạnh phúc rồi. Không quan trọng có được đầu tư hay không. Chúc mình vui Trương lên một lần nữa. VPBank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.